chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đây đang là chiếc Redmi K40 Gaming Edition. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn bài test hiệu năng ở trên sản phẩm này. Điểm qua một chút về thông số cấu hình thì chiếc Redmi K40 Gaming Edition nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Dimensity 1200 đến từ MediaTek. Và con chip này thì nó sẽ có hiệu năng gần như là tiếp cận so với con chip Snapdragon 870 đến từ Qualcomm. Vậy thì trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi test hiệu năng xem là phiên bản gaming đầu tiên đến từ thương hiệu Redmi thì nó sẽ cho hiệu năng chơi game như thế nào nhé. Về cái điểm số AnTuTu thì cái chiếc Redmi K40 Gaming Edition này thì nó sẽ đạt là 612.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 176.000 và điểm GPU đạt được là 230.000 đó. Và tựa game trong video ngày hôm nay mình test đó chính là PUBG Mobile. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào game xem để xem là cái phần setting đồ họa của sản phẩm này thể hiện được sẽ là như thế nào nhá. Đây mình sẽ bật cái phần âm lượng của nó lên một chút. Chiếc máy này thì nó sẽ được hỗ trợ chúng ta là cap stereo và được tinh chỉnh bởi JBL, một cái nhãn hiệu về âm thanh rất là nổi tiếng. Bây giờ thì mình sẽ vào phần đồ họa cho các bạn xem nhé. Thì phần đồ họa thì đây, nó có thể bật được cái đồ họa đó chính là HDR này. Ultra HD thì không thể nào mà bật được. Với con chip Snapdragon 865 đi, 65 Plus hoặc là 870 thì nó có thể bật được Ultra HD rồi. Nhưng mà con chip Dimensity 1200 này với cái điểm số AnTuTu rất là cao, nhưng mà cái phần đồ họa ở trong tựa game PUBG Mobile thì không thể bật được lên Ultra HD. Nó chỉ tối đa cao nhất đó chính là HDR và tốc độ cung hình cũng chỉ là ở mức là Ultra thôi, chứ không được là Extreme. Đây là một điều khá đáng tiếc. Nếu như bạn muốn chơi Extreme thì sẽ phải giảm xuống Smooth, đó chính là mức mượt nhất thì có thể chơi được ở 60fps. Còn nếu như mà các bạn từ 3 lần cho đến HDR thì các bạn chỉ chơi được tầm khoảng trên 40fps mà thôi. Đó, đây là một cái điểm mình thấy là cái điểm số AnTuTu của những con chip đến từ MediaTek nó khá là cao. Nhưng mà phần tối ưu hóa game ấy thì nó chắc chắn không thể nào mà bằng được những con chip đến từ Qualcomm hoặc là những con chip đến từ Apple. Đó. Mình sẽ bật cái tính năng đổ bóng này, kèm theo đó là bật tính năng khử răng cưa. Bây giờ thì mình sẽ vào bắn thử một trận nhá. Ok, mình đã vào đầu bay. Bây giờ thì mình sẽ xem phần trăm pin. Hiện tại nó đang là 54% pin này. Mình sẽ test trong vòng 10 phút cái tựa game PUBG này nhá. Và mình sẽ xem cái phần nhiệt độ luôn. Hiện tại thì máy nó đang rơi vào tầm khoảng là 35 độ C, 34-35 độ C ở phần mặt trước đây. Phần gần cụm cam này là 34 độ này. Phần dưới pin này nó khoảng 33 độ. Mình sẽ xem phần mặt lưng sau. Nhiệt độ của nó cũng đang rơi tầm khoảng là 32 độ gần phần cụm cam này. Đó. Ok, mình sẽ xem là cái hiệu năng khi mà chơi game thì nó sẽ tỏa nhiệt đi, tăng nhiệt độ lên là bao nhiêu nhá. Sẽ nhảy xuống khu vực Pochiki này luôn. Ok, mình lại đang để bắn nhầm cái chế độ FPP, nhưng thôi cứ bắn FPP cũng được. Nhỏ đây. Để cái đồ họa HDR này nó rất là khó nhìn. Lâu không chơi FPP, giờ chuyển sang FPP cho nó lạ. Mình sẽ đảo cái scope xuống đây. Thank you.
chơi 40fps này thì nó cũng ok thôi, nhưng mà đôi lúc nó không thao tác, nó không được mượt lắm ấy, cũng khá là khó chịu. Nhưng mà một con chiếc smartphone gaming mà chơi PUBG không lên được 60fps đối với cái đồ họa cao nhất thì mình nghĩ là nó cũng hơi phế đúng không? Với chiếc Dimensity 1200 thì nói riêng và những con chip đến từ MediaTek nói chung ấy, thì mình chưa bao giờ đánh giá cao cả. Nếu như các bạn muốn chơi mượt thì giảm xuống đồ họa smooth này. Đó. Để lên được mức extreme này thì bắn nó mượt hơn. Mượt hơn hẳn luôn. Ok, sau khoảng 10 phút mình chơi game ấy thì nó tụt có 2% pin từ 54 xuống 52% pin. Thì viên pin của sản phẩm này nó có dung lượng hơn 5.000 mAh. Còn về hiệu năng chơi thì mình có nhận xét một chút. Cái con chip Dimensity 1200 này nó không thể bật được cái mức đồ họa HDR với tốc độ khung hình là Extreme.
cho nên là nó sẽ chơi được chỉ trên 40 FPS nếu như mà các bạn bật max setting thôi. Còn nếu như các bạn muốn chơi mượt nhất thì nên giảm xuống smooth này, đẩy tốc độ khung hình lên extreme thì có thể chơi được ở mức 60 FPS, nó sẽ làm lại cái trải nghiệm nó mượt mà hơn. Còn về pin thì nó chỉ tụt có 2% pin trong vòng 10 phút mình chơi game thì là một cái mức pin khá là tốt rồi. Đó. Còn về phần nhiệt độ thì sao? Nhiệt độ hiện tại bây giờ máy nó đã tăng lên từ 32 độ. Ô, nó vẫn vậy thôi. Nó chỉ tăng nhẹ lên một chút thôi. Và nhiệt độ vẫn khá là mát. Đó. Mà trước đây thì sao? Lên 35 độ thôi, nó tăng khoảng 2 độ. Nói chung là trong vòng 10 phút mình chơi cái tựa game PUBG này thì cái nhiệt độ tăng lên nó là không đáng kể và vẫn có trải nghiệm. Khi mà cầm nắm đây nó cũng không nóng đến mức khó chịu cả, nó chỉ ấm nhẹ lên thôi. Đó. Và đó là hiệu năng chơi PUBG Mobile ở trên cái chiếc Redmi K40 Gaming Edition. Còn cái tựa game Mario Mobile thì chắc chắn là nó chơi được mượt rồi bởi vì nó là một chip rất là mạnh đến từ MediaTek. Còn các bạn nghĩ sao về hiệu năng chơi game của cái chiếc Redmi K40 Gaming Edition thì xin mời lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình rồi thì xin chào và hẹn gặp lại.